Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Sự kiện Việt Nam nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ vừa qua đã thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Bởi giờ đây, trong mọi lĩnh vực, từ khoa học, kinh tế, công nghệ, năng lượng, Việt Nam đều có sự hỗ trợ cao nhất từ phía Mỹ. Ngày 10 tháng 9 năm 2023 sẽ là ngày đi vào lịch sử của Việt Nam và mỗi người dân chúng ta còn được chứng kiến nhiều hơn nữa những thời khắc huy hoàng của đất nước trong tương lai. Vui và hạnh phúc là thế, nhưng cũng sự kiện Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ đã làm nhiều bên mất ăn mất ngủ, thậm chí còn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để rạn nứt mối quan hệ này. Hẳn khi nghe điều trên, cái tên đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến chính là Trung Quốc. Nhưng trong video ngày hôm nay, Hồ Danh Kiến Thức xin được nhắc đến một đối tượng còn đặc biệt nguy hiểm hơn, đó là những người Việt Nam sống dưới chế độ cờ vàng ba sọc đỏ. Vì sao lại nguy hiểm hơn? Thưa các bạn, hẳn chúng ta đều đã nghe qua câu không sợ kẻ địch mạnh như hổ báo, chỉ sợ mình đang nguội ong tay áo. Và các cụ ngày xưa nói cấm có sai, chế độ cờ vàng ba sọc đỏ ngày nào còn chống cộng cực đoan, thì nay đã bắt đầu quay sang chống đối cả nước Mỹ. Nguy hiểm ở chỗ là những đối tượng này đang sống trên đất Mỹ, tham gia vào nền chính trị Mỹ, thậm chí họ còn tra trộn vào không ít đất nước ta. So với Trung Quốc chỉ là yếu tố ngoại bang, thì cờ vàng ba sọc đỏ lại nằm lẩn ngay trong nội bộ hai nước Việt-Mỹ. Họ âm thầm kích động cách mạng màu, biểu tình chống đối nhà nước, và do đó họ có điều kiện hơn để chống phá mối quan hệ Việt-Mỹ vừa mới được thành lập. Vậy thì những đối tượng này đang làm gì? Đặc biệt là trong thời gian Tổng thống Biden đến Việt Nam, chế độ cờ vàng ba sọc đỏ đã đâm chọt một lúc cả hai nước như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức nhìn lại những phát biểu nóng với nhức nhối những ngày vừa qua của các đối tượng này nhé! Đầu tiên và cũng là sớm nhất, phải kể đến đài RFA. Hay tin Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến công du sang Việt Nam. Ngay lập tức, đài Á Châu Tự Do RFA đã có bài viết đề nghị Tổng thống Mỹ cần quan tâm đến tù nhân lương tâm, công giáo và người bản địa ở Việt Nam. Tức theo ý kiến của đài RFA, thì Mỹ phải nhân cơ hội đến thăm Việt Nam, tận dụng thời điểm người dân bị thu hút với sự kiện này để mà chỉ trích Việt Nam trong 3 vấn đề, gồm tù nhân lương tâm, tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phớt lờ lời kêu gọi này của RFA. Nên theo thói quen sẵn có, các đối tượng này đã quay sang chỉ trích cả ông. Tờ VOA tiếng Việt trong một bài báo có tiêu đề "Những ai bị thiệt hại khi Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ" đã bày tỏ thái độ trách móc ông Biden rằng nội dung thông tin được Nhà Trắng công bố trong chuyến thăm của ông Biden có hơn 2.600 từ, nhưng nội dung về nhân quyền chỉ có vỏn vẹn 112 từ, thậm chí là bao gồm tiêu đề phụ. Tờ báo này dẫn lời Caroline Nash, giám đốc châu Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế, chỉ trích rằng chính quyền Biden rõ ràng đang gạt qua vấn đề nhân quyền để thúc đẩy quan hệ đối tác với các chính phủ mà họ coi là quan trọng về mặt chiến lược. Theo họ, tức Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thì Việt Nam đang giam giữ ít nhất 159 tù nhân chính trị và ít nhất 22 người khác đang bị giam giữ chờ ngày xét xử ở tòa án. Và việc ông Biden phớt lờ đề cập đến vấn đề trên đã làm cho họ cực kỳ tức giận. Giận không chỉ vì ý kiến của mình bị phớt lờ, mà giận vì thấy đồng minh của mình nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất với kẻ thù không đội trời chung. Vậy thì tương lai của chế độ cờ vàng ba sọc đỏ sẽ ra sao đây? Họ đang sống trên đất Mỹ, đang được chính phủ Mỹ bảo hộ. Liệu rằng có một ngày nào đó, vì được yêu cầu mà Hoa Kỳ sẽ cấm cản họ sử dụng cờ vàng ba sọc trong các buổi lễ thường niên hay không? Hay khi dự luật dẫn độ được thông qua, thì liệu họ có còn tự do chống phá nhà nước Việt Nam hay không? Rất nhiều mối lo đã ập đến, khiến những đối tượng này không thể ngồi yên khi hay tin Mỹ nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Và trong một bài báo khác, VOA tiếng Việt đã còn lấy hẳn một tiêu đề rằng Tổng thống Biden bị cáo buộc gạt nhân quyền qua một bên vì lợi ích chiến lược để thông tin đến công chúng. Nội dung bài báo tập trung chỉ trích ông Biden. Có đoạn viết rằng, đối với những người ủng hộ nhân quyền, chuyến đi của Biden là một sự thất vọng, bởi lẽ chính quyền của ông đã cam kết ưu tiên nhân quyền khi nhậm chức vào năm 2021. Tờ báo này tiếp đó dẫn lời bà Caroline Nash, giám đốc cổ suý cho nhân quyền châu Á thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói chính quyền Biden rõ ràng đang gạt nhân quyền sang một bên để thúc đẩy quan hệ đối tác với các chính phủ mà họ coi là quan trọng về mặt chiến lược, đồng thời gửi thông điệp rằng Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận những thất bại trắng trợn trong việc bảo vệ và duy trì nhân quyền. Cuối bài, tờ báo này nói, chính quyền Biden có xu hướng hạ thấp hoặc tránh các cuộc thảo luận về nhân quyền.
Làm như vậy chắc chắn sẽ khuyến khích các quốc gia này và những quốc gia khác như Ả Rập Xê Út tiếp diễn vi phạm. Các bạn thân mến, có thể thấy đang có một mầm họa lớn dần ngay bên trong lòng nước Mỹ, đe dọa đến những lá phiếu của Tổng thống Mỹ. Những người đi theo cờ vàng ba sọc đỏ đang ngày càng tỏ ra hung hăng hơn. Ban đầu, khi Việt Nam và Trung Quốc thể hiện sự nồng ấm trên mặt trận ngoại giao, họ liền đòi chúng ta phải xa Trung Quốc, xích lại gần Mỹ. Còn nay, khi chúng ta và Mỹ làm điều tương tự, thì họ lại rãnh đành đạch đòi Mỹ phải tấn công Việt Nam trên mặt trận nhân quyền. Không nhắc lại thì thôi, nhắc lại chỉ càng thêm nhục nhã. Bởi như chúng ta đã biết, những người dưới chế độ cờ vàng ba sọc đỏ đã từng phụ thuộc vào Mỹ như thế nào trong quá khứ. Nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa những năm 1970 tồn tại được đều là nhờ vào sự viện trợ của người Mỹ. Trong suốt 21 năm từng tồn tại, khối lượng viện trợ kinh tế mà Hoa Kỳ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa là rất lớn, đạt hơn 10 tỷ đô la, thời giá thập niên 1960. Đây là con số viện trợ kinh tế cao nhất của Hoa Kỳ so với bất cứ nước nào khác trên thế giới kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ví dụ, Ấn Độ trong 20 năm, từ năm 1950 đến năm 1970, được Hoa Kỳ viện trợ 9,3 tỷ đô la, trong khi dân số Ấn Độ lớn hơn 20 lần. Philippines trong 22 năm thì chỉ được viện trợ gần 2 tỷ đô la. Thái Lan còn nhận được ít hơn, chỉ 1,2 tỷ đô la. Indonesia thì nhận được gần 1 tỷ đô la. Ở châu Phi, tính suốt trong 25 năm, từ năm 1946 đến năm 1970, tổng số viện trợ Hoa Kỳ cho tất cả các nước cũng chỉ là 4,9 tỷ đô la. Thế mà tại miền Nam Việt Nam, GDP quốc dân chưa bao giờ vượt quá 2 tỷ đô la một năm. Nhưng trong 5 năm cuối cùng, từ năm 1971 đến năm 1975, viện trợ Hoa Kỳ hàng năm đạt hơn 2 tỷ đô la một năm, tức là Mỹ đã viện trợ số tiền còn lớn hơn tổng số của cải do miền Nam Việt Nam làm ra. Ăn mặc sung sướng, thế nhưng nay cũng chính họ đã quay sang chống phá nước Mỹ. Không biết có phải Mỹ đang nuôi ong tay áo hay không? Liệu những người từng chống phá cách mạng Việt Nam có quay ngược lại phản bội những người ban ơn cho họ không? Chỉ biết rằng, kể từ thời điểm hai nước Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ trở về sau, chính quyền Mỹ nào cũng sẽ phải nhận cơn mưa chỉ trích từ tổ chức cờ vàng ba sọc đỏ này. Và thưa các bạn, sau khi đã làm gọi Tổng thống Mỹ no nê trên mặt trận thông tin, thì chủ đề chính trị về Việt Nam ngay lập tức đã trở thành món ăn tinh thần tiếp theo của các đối tượng này. Một tài khoản Facebook có nickname là Nguyễn Văn Đài đã đăng bài xuyên tạc về Việt Nam. Trong đó, tài khoản này nói Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không tôn trọng luật pháp Việt Nam. Đối tượng này dẫn lại Điều 86 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Theo lập luận của đối tượng thì tức là ở Việt Nam, Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia và là người duy nhất có quyền được mời nguyên thủ các nước tới thăm. Những ngày 29 tháng 8 năm 2023, thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, dự kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối tượng kết luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm hiến pháp nghiêm trọng. Vậy thực hư của việc này là như thế nào? Như chúng ta đều biết, chuyến thăm lần này là một chuyến thăm mang tầm vóc lịch sử. Và do đó, không phải tự nhiên mà nước ta phá lệ để Tổng bí thư, người đứng đầu Đảng Cộng sản, thay mặt Chủ tịch nước, gửi lời mời tới Hoa Kỳ. Bởi nếu xét kỹ, sẽ không thể có một nhà nước Việt Nam vững mạnh như ngày nay nếu như không có sự dẫn dắt của Đảng. Chúng ta hãy nhìn vào Liên Xô. Họ đã từ một siêu cường trên mọi mặt, nhưng đã sụp đổ chỉ sau 100 năm tồn tại. Còn Việt Nam, bất chấp là điểm nóng của thế giới, bị vô vàn các thế lực ngoại bang chống phá, nhưng vẫn đứng sừng sững, tồn tại và phát triển theo năm tháng. Và những thành tựu đó sẽ không bao giờ có được nếu như không có những lý luận chính trị đặc sắc của Đảng, dẫn dắt dân tộc đi qua những khúc cua lịch sử. Chúng ta cứ nhìn vào Ukraine, thay vì chọn đi theo con đường ngoại giao đa phương, cố gắng hài hòa về mặt chính trị với mọi quốc gia, thì Ukraine đã chọn ngả về Mỹ dù đất nước nằm ngay sát lãnh thổ Nga. Và kết quả như chúng ta đã thấy ngày nay, một cường quốc quân sự Nga sẽ không bao giờ để cho qua chuyện này. Câu chuyện của nước ta cũng tương tự. Đã từng không ít lần Mỹ dụ dỗ Việt Nam, nhưng với sự vững chắc trong tư tưởng chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không những giúp đất nước tránh khỏi một hiểm họa chiến tranh, mà đưa đất nước trở thành một thế lực ngang tầm với cả nước Mỹ. Bằng chứng Việt Nam ta là nước hiếm hoi thiết lập được quan hệ cấp cao nhất với ba cường quốc hàng đầu thế giới, Trung, Nga, Hoa Kỳ. Nhưng Việt Nam lại làm được điều đó. Nó cho thấy vị thế của Việt Nam là rất lớn.
tiếng nói đủ sức nặng để cả ba ông lớn bỏ qua những mâu thuẫn của nhau để cùng bắt tay với Việt Nam. Chúng ta cũng cần nhắc lại rằng, trong quá khứ, Mỹ đã từng không chấp nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như cách đây gần 80 năm, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khi ấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 10 lần viết thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman, Ngoại trưởng James Baines đề nghị Mỹ ủng hộ nền độc lập của Việt Nam, thiết lập mối bang giao và giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục và quân sự. Thế nhưng đáp lại người, phía Mỹ khi ấy đã không tôn trọng quyết định của nhân dân Việt Nam mà chọn chiến tranh. Hoàn cảnh lịch sử, sự nhiệt thành của người do vậy mà chưa trở thành hiện thực ngay, buộc hai nước phải trải qua những trang sử đau thương trước khi trở thành đối tác quan trọng của nhau. Cuộc chiến người Mỹ ở Việt Nam, nếu nhìn ở một góc độ khác, chính là sự phản đối của Mỹ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, trải qua 75 năm điều hành đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không những dẫn dắt dân tộc đi qua những năm tháng chiến tranh, mà còn đưa nền kinh tế lạc hậu thời hậu chiến vươn mình trở thành nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Sự vững vàng về chính trị, đường lối, cương lĩnh và thành tựu kinh tế đã làm nên uy tín của Đảng. Sức mạnh đó cuối cùng đã đủ để chú Sam ngả mũ thán phục. Lịch sử dường như đã đáp lại mong mỏi của người. Lần này, chính phía Mỹ đã chủ động đặt vấn đề nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới. Chính sự chủ động của Mỹ đã chứng minh Hoa Kỳ đã biết tôn trọng sự khác biệt trong thể chế chính trị giữa hai nước, cùng với đó là sự công nhận đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và do đó, việc để Tổng Bí thư ra mặt gửi lời chính là một sự tôn trọng của nước ta dành cho Hoa Kỳ. Đặc biệt, sự tôn trọng ấy đã gần như không còn khoảng cách khi phía Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã không câu nệ hình thức khi nhận được lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay vì Chủ tịch nước Việt Nam. Các bạn thân mến, có thể thấy tổ chức cờ vàng ba sọc đỏ rất là đặc biệt. Cái gì cũng nói được, nói từ trắng thành đen, nói tròn thành méo, từ không thành có. Không có sự kiện nào mà các thế lực chống phá đất nước Việt Nam lại không xuyên tạc được. Âu đây cũng là một cái tài nhưng bị dùng sai chỗ. Và có một đặc điểm chung, đó là chủ đề mà các tổ chức này thường lấy ra để nhắm vào Việt Nam là tù nhân lương tâm và đàn áp tôn giáo. Trong khi đó thì khái niệm tù nhân lương tâm vốn chưa từng tồn tại trong pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Thế nên, việc họ yêu cầu ông Biden chỉ trích Việt Nam về vấn đề này là hoàn toàn vô lý, và nó cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết của tổ chức lưu vong nói trên. Theo quan điểm của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì tại Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam từng cho biết, chúng tôi bác bỏ những phát biểu can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền, cũng như ở mọi quốc gia khác. Ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Nhiều năm qua, có một tổ chức gọi là Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên tiếng bảo vệ một số tù nhân ở Việt Nam mà tổ chức này gọi là tù nhân lương tâm, như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Hải. Song thực ra, những cá nhân này đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Nhưng những tổ chức nói trên đã lấy đó làm cơ sở để liên tục ra giả về những điều mà họ cho là thiếu nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Các tổ chức này hoạt động vô cùng mạnh mẽ và không xét đến những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của các cá nhân mà họ nhắm đến. Thậm chí họ cũng không cân nhắc hậu quả đối với người dân Việt Nam nếu để các cá nhân này tự do lộng hành ngoài vòng pháp luật. Ngoài việc ủng hộ các hành vi vi phạm của các đối tượng được gọi là tù nhân lương tâm, các tổ chức nước ngoài này còn lớn tiếng yêu cầu cơ quan chức năng phải trả tự do cho các đối tượng. Họ liên tục đưa ra các luận điệu xuyên tạc như tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam thường xuyên bị ngược đãi, đe dọa. Tù nhân lương tâm bị đánh đập, thiếu đồ uống thức ăn. Chính quyền Việt Nam phải đặc xá, thả tất cả tù nhân lương tâm. Tuy nhiên họ lại không mảy may nhắc tới chính sách đặc xá của Đảng. Nhà nước ta đang áp dụng đối với những người tù nhân có quá trình cải tạo tốt, có ý thức sửa chữa sai lầm. Như vậy, các tổ chức này đã không đứng về phía lợi ích của người dân Việt Nam và hành động của họ còn đang cho thấy sự xem thường đối với luật pháp của Việt Nam. Các bạn nghĩ như thế nào về hành động nói trên của tổ chức cờ vàng ba sọc đỏ? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ! Video đến đây là hết rồi! Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé!
Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!